gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình tin tức cùng SET TV. Và ngay sau đây là một vài bản tin có trong buổi sáng, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh thế giới. Tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky giảm xuống mức thấp nhất từ đầu chiến sự đến tận bây giờ. Mức độ tin tưởng của người dân Ukraine dành cho Tổng thống Zelensky lần đầu tiên giảm xuống dưới 60% kể từ khi chiến sự bùng phát vào năm 2022. Khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev KIIS đã tiến hành trong tháng 5 vừa qua đã công bố vào ngày 7 tháng 6 tính theo giờ của địa phương, cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân Ukraine dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky đang ở mức rất thấp, 59%, thấp hơn nhiều so với con số 90% được ghi nhận vào hồi tháng 5 năm 2022, tức là khoảng 2 năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên mà mức độ tin tưởng của người dân Ukraine đối với Tổng thống của mình Zelensky giảm xuống thấp dưới 60% kể từ khi chiến sự bùng phát. Cần phải nhấn mạnh rằng Volodymyr Zelensky vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp trong mắt người dân Ukraine và phần lớn công chúng vẫn tin tưởng ông ấy. Tuy nhiên, đà suy giảm ủng hộ vẫn tiếp tục. Nguyên nhân chính là những chính sách điều hành không thành công và vấn đề công bằng trong xã hội, trong đó có chống tham nhũng và chia sẻ gánh nặng xung đột. Theo KIIS chia sẻ, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev KIIS được thành lập vào năm 1990, ban đầu là trung tâm nghiên cứu của Hiệp hội Xã hội học Ukraine. Cơ quan này sẽ thường xuyên ký thỏa thuận hợp tác cùng với Paragon Research International kể từ năm 1992, đổi tên thành KIIS và trở thành công ty nghiên cứu liên doanh Ukraine và Mỹ. Đến năm 1995 thì KIIS đã chính thức gia nhập Hiệp hội Nghiên cứu Dư luận và Thị trường châu Âu, hay còn gọi là ESOMA. Tổng thống Zelensky đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong năm 2023, như là chiến dịch phản công lớn thất bại vào mùa hè vừa rồi, chia rẽ xã hội vì quy định huy động tân binh và loạt bê bối tham nhũng liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Ông Zelensky đã có một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2019 với hơn 73% phiếu bầu, đánh bại cựu tổng thống Petro Poroshenko để mà đảm nhiệm nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông thì Ukraine chìm trong xung đột với Nga và tổng thống Zelensky đã ban bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ ngay khi chiến dịch quân sự bùng phát và gia hạn 11 lần. Theo hiến pháp của Ukraine thì nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5 vừa qua và Kiev phải tổ chức bầu cử tổng thống từ trước đó 2 tháng. Tuy nhiên, ông Zelensky lại quyết định không tổ chức bầu cử do Ukraine vẫn còn duy trì trạng thái thiết quân luật và hầu hết người dân Ukraine chấp nhận điều này và vẫn coi ông Zelensky là nguyên thủ đất nước cho đến khi tình trạng thiết quân luật kết thúc và cuộc bầu cử được tổ chức. Một số phụ người phe đối lập cho rằng chức danh và các quyết định của ông Zelensky từ ngày 20 tháng 5 trở về đi không còn hợp pháp nữa và do ông đã hết nhiệm kỳ. Số khác thì cho rằng về tình hình chính danh của ông Zelensky có thể ảnh hưởng đến quá trình đàm phán hòa bình giữa Ukraine hoặc là bị Nga tận dụng để tìm kiếm sự nhượng bộ. YouTuber người Mỹ bị bắt vì quay một video phá hủy xe sang bằng pháo hoa. Vừa qua thì một YouTuber có tên là Alex Choi tại tiểu bang California vừa mới bị bắt vì thực hiện một cảnh quay trực thăng bắn pháo hoa vào chiếc Lamborghini đang chạy tốc độ cao. Sok Min Choi hay còn gọi được biết đến với một cái tên là Alex Choi đang là một YouTuber có gần 1 triệu người lượt đăng ký trên mạng xã hội và hứa hẹn người xem sẽ đăng tải một video những trò tai quái nhất về ô tô. Vào mùa hè năm ngoái, YouTuber này đã cùng với nhóm bạn của mình quay một đoạn video tại lòng hồ cạn El Mirage tại hoang mạc Mojave của tiểu bang California. Và trong video có tiêu đề là phá hủy chiếc Lamborghini bằng pháo hoa, hai phụ nữ ngồi trên trực thăng đã liên tục bắn pháo hoa vào chiếc xe thể thao Lamborghini đang chạy với tốc độ cao ở bên dưới. Choi, 24 tuổi, hiện được coi là người điều phối cảnh quay này. Anh ta cũng cảm ơn một công ty camera vì đã tham gia những ý tưởng ngu ngốc và điên rồ này của tôi. Đến tháng 12 năm 2023, thì Cục Hàng không Liên bang của Mỹ FAA đã liên hệ cùng với văn phòng thanh tra Bộ Giao thông để mà thông báo cho họ rằng video dài 11 phút của Choi được đăng tải vào tháng 7 năm 2023 đã bị gỡ và đang bị điều tra. Theo bản khai thì hiện giờ anh Alex Choi và nhóm bạn của mình bị cáo buộc bởi vì hành vi lách luật mọi quy định để mà đạt được mục đích tăng lượt xem, tương tác cho kênh YouTube của bản thân. Bộ Tư pháp cũng cho biết chiếc trực thăng bay không có giấy phép quay video hay giấy phép sử dụng chất nổ và Choi được coi là đã mua pháo hoa ở bang Nevada và loại pháo hoa này được xem là bất hợp pháp tại tiểu bang California.
Vừa qua thì đến tận ngày 4 tháng 6 năm 2024 thì Choi đã bị bắt với cáo buộc đặt thiết bị nổ gây cháy trên máy bay và anh ta đã hầu tòa vào ngày 6 tháng 6 tại thành phố Los Angeles và đã bị buộc tội một trong những tuần tới. Và Choi hiện giờ đang phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Năm ngoái thì một YouTuber đã từng dàn dựng chiếc máy bay rơi để mà tăng lượng người xem kênh của mình và đã bị tòa án California tuyên bố 6 tháng tù. Trong video được xem hàng triệu lần trên YouTube, Trevor Jacob, người được xem là gặp sự cố động cơ khi mà bay qua miền Nam California vào tháng 11 năm 2021 và anh ta đã nhảy khỏi máy bay, tay cầm thêm cây gậy selfie để quay video và đoạn nhảy dù an toàn của mình. Và tuần sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội thì các nhà điều tra Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và FAA đã bắt đầu điều tra sự việc này. Đến tháng 4 năm 2022 thì FAA đã quyết định là tước bằng phi công của Jacob. Trong thỏa thuận nhận tội thì Jacob thừa nhận là có ý định cản trở chính quyền liên bang khi mà xử lý xác máy bay và dựng sự cố để mà kiếm tiền. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm, nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. NATO không có kế hoạch điều quân đến Ukraine. Tổng thư ký NATO đã nói với Liên minh không có kế hoạch điều quân đến Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa khối Nga ở mức độ cao như thế này. NATO không có kế hoạch điều quân đến Ukraine, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói trong chuyến thăm vào Phần Lan vào ngày 6 tháng 6 tính theo giờ của địa phương vừa qua. Liên minh đang tìm kiếm cam kết tài chính dài hạn để đảm bảo có thể sát cánh cùng với Ukraine trong thời gian cần thiết. Và theo ông Stoltenberg cho hay thì những tháng qua, một số sự trì hoãn và khoảng trống đã xuất hiện trong nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine. Chúng ta cần đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Đây là lần đầu tiên mà ông Stoltenberg ghé thăm Phần Lan kể từ khi Helsinki trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm 2023. Ông Stoltenberg đã bình luận trong bối cảnh căng thẳng giữa khối NATO và Nga ở mức độ cao sau khi các thành viên liên minh như Mỹ, Đức cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ viện trợ để mà tập kích hạn chế vào lãnh thổ của Nga. Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 5 tháng 6 tính theo giờ của địa phương đã tuyên bố Nga có thể cung cấp vũ khí cho những nước có thể tập kích hạ tầng của phương Tây nhằm để trả đũa nỗ lực viện trợ cho Ukraine. Tại cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 6 tính theo giờ của địa phương thì phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã được đề nghị nêu cụ thể tên các quốc gia này. Tất nhiên là không, Tổng thống đã nói chính xác những gì cần nói, đó là một trong những tuyên bố quan trọng và rõ ràng. Và rằng việc họ cung cấp những vũ khí sẽ được khai hỏa nhằm vào chúng tôi chắc chắn sẽ có hậu quả. Và chúng tôi không cho thấy mối đe dọa quân sự cận kề nhằm vào bất kỳ đồng minh nào của NATO cả. Ông Stoltenberg đã trả lời về nguy cơ Nga tấn công thành viên liên minh, quan điểm cho rằng có đồng hồ đang đếm ngược đến một cuộc chiến sai lầm. Đến ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump thì nhiều người phải nhập viện vì nắng gắt. Nhiệt độ đã lên đến 43 độ C tại tiểu bang Arizona, nơi mà cựu tổng thống Donald Trump đến vận động tranh cử sau thời gian dài bận rộn phải đi hầu tòa. Đã có ít nhất 11 người nhập viện khi mà đến tham dự cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump tại tiểu bang Arizona vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, trong khi truyền thông lại cho rằng điều duy nhất nóng hơn cuộc tranh giành tổng thống năm 2024 đó chính là cái nóng của sa mạc vào tháng 6.
Những người tham dự xếp hàng để mà dự sự kiện do tổ chức vận động tranh cử Turning Point Action tổ chức tại thành phố Phoenix đối diện với cái nóng 39 độ C và sẽ còn gia tăng, khiến cho một số người phải gục xuống và được đưa đến bệnh viện, theo The New York Post chia sẻ. Nhiệt độ trước đó được dự báo lên đến 43 độ C, tương đương với khoảng 109 độ F, và một số người tham dự đã phải gục xuống bên ngoài khán phòng và được đưa đi cấp cứu vì lý do là thời tiết quá nóng. Cơ quan thời tiết quốc gia NWS đã cảnh báo về thời tiết nắng nóng vào tối ngày 7 tháng 6 tính theo giờ của địa phương tại khu vực đô thị Phoenix. Tiếp xúc quá nhiều có thể gây ra chuột rút nhiệt, kiệt sức vì nóng và nếu như không thể can thiệp được thì có thể dẫn đến sốc nhiệt theo cảnh báo đưa tin. Và sự kiện mở cửa vào lúc 10 giờ nhưng một số người đã bắt đầu tham dự và xếp hàng sớm hơn với hy vọng có được một chỗ ngồi tốt để gặp được cựu tổng thống Donald Trump. Ước tính hiện giờ đã có hơn 3.000 người tham dự trong bối cảnh ông Trump vẫn tiếp tục tranh cử trong thời gian dài hầu tòa tại New York. Theo Newsweek dẫn nguồn tin từ phía của NWS, thì nhiều thành phố ở phía tây nam của Mỹ ghi nhận mức độ cao nhất bất thường ngày 6 tháng 6 vừa qua tại Las Vegas, tiểu bang Nevada, ghi nhận nhiệt độ lên đến 43.9 độ C, tương đương với khoảng gần 110 độ F và đến khoảng 15 giờ 35 phút theo giờ của địa phương đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 43.3 độ C, được ghi nhận vào ngày 6 tháng 6 năm 2024. Nhiệt độ cao kỷ lục cũng ghi nhận vào ngày 6 tháng 6 tại thị trấn Kingman ở Arizona là 40.5 độ C và thung lũng chết Nam California là 50 độ C. Theo cảnh báo, thì 6 vùng đô thị lớn nhất Phoenix và Tucson, Arizona, Fresno và Bakersfield của California, Albuquerque của New Mexico và El Paso của Texas dự kiến là sẽ có nguy cơ nắng nóng tiếp tục tiếp diễn cho đến ngày 8 tháng 6. Trong khi đó, thì Las Vegas được cảnh báo có nguy cơ ở mức độ còn cao hơn như vậy. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Và phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức cùng SET TV buổi sáng ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.